Xin chào quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn xin giới thiệu với các bạn video hướng dẫn sửa chữa Lenovo A536 gặp sự cố mất wifi, mất 3G tại di động cao cấp.vn. Khi quý hàng gặp các sự cố liên quan đến điện thoại Lenovo A536 mất wifi, wifi chập chờn, 3G không nhận, lúc được lúc không, mà quý hàng đã up zoom làm các cách mà vẫn không được, thì quý hàng vui lòng qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn để được tư vấn hướng dẫn thay mới Lenovo Wi-Fi 3G của Lenovo A536 chính hãng tại di động cao cấp.vn. Ở trên tay mình đây là cả bảng main của Lenovo A536 chính hãng tại di động cao cấp.vn. Khi quý hàng gặp các sự cố liên quan đến Lenovo A536 mất Wi-Fi, mất 3G, di động cao cấp.vn sẽ bóc main ra và thay IC Wi-Fi 3G mới cho quý vị và các bạn. Mọi thông tin về dịch vụ quý hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như dịch vụ sửa chữa điện thoại Lenovo A536 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị các bạn.